mọi người cùng quay lại với cả livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. D nhá. Dù là dịch Covid như vậy nhưng mà thẩm mỹ Dr. D hàng ngày vẫn được đón rất là nhiều chị em đến làm đẹp đấy ạ. Rất là vui bởi vì là chúng tôi vẫn được làm việc, vẫn được cống hiến và vẫn giúp cho các chị em ngày càng hoàn thiện hơn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với cả livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. D lại một ca thực hiện nâng ngực nữa. Khách hàng này của chúng tôi gặp phải tình trạng là thiểu sản tuyến vú. Mọi người có thể biết là cái vấn đề là teo tuyến vú ngay bên sau sinh là cái tình trạng rất là hay gặp phải. Và thường những cái ca livestream của thẩm mỹ Dr. D đến 80% là chúng tôi livestream những cái ca mà bị teo tuyến vú ngay bên sau sinh. Nhưng mà với trường hợp khách hàng này là bị thiểu sản tuyến vú. Bạn ý thì chưa lập gia đình, chưa sinh con, chưa cho con bú đâu. Nhưng mà ngay từ khi mà dậy thì là ngực của bạn ấy đã rất là nhỏ rồi. Đấy, thì ngay từ khi mà dậy thì, từ khi mà phát triển ấy thì là cái tuyến vú nó đã không nở nang mấy. Nhìn ngực nó không được đẹp, nó giống như là ngực đàn ông vậy. Nên là bạn khách hàng rất là mất tự tin và sau khi mà đi tìm hiểu ở nhiều nơi rồi thì bạn ấy quyết định đến thẩm mỹ Dr. D để bạn ấy thực hiện dịch vụ phẫu thuật đặt chất liệu túi ngực. Khách hàng này của chúng tôi thì mọi người có thể nhìn là ngực không bị lệch nhau quá nhiều. Đấy. Có thể nói là nó nhỏ đồng đều. Và từ trên xuống dưới nó chỉ có độ nhô một chút xíu ở cái phần đầu ti thôi, không đáng kể. Đây là góc nhìn chính diện này, mọi người thấy này. Đấy, ngực rất là nhỏ luôn. Và có một vấn đề nữa không biết là mọi người có nhận ra hay không, đấy là hai bên ngực nó không được cân nhau, là bởi vì là bên phải của khách hàng này nó đổ ra phía bên ngoài nhiều, cái phần vú núm vú và phần quần ti này nó sát luôn với cả cái xương sườn của khách hàng luôn. Còn cái bên này thì khoảng cách từ núm vú với cả quần ti này thì nó dài hơn một chút. Đấy. Nhưng mà nhìn chung ấy là ngực của khách hàng không thấy cái khe ngực này và hai bên ngực bị đổ ra bên ngoài tương đối là nhiều. Đấy. Thì khi mà phẫu thuật nâng ngực thì bác sĩ của chúng tôi sẽ phải có phương pháp để mình xử lý, mình giúp cho ngực nó được đẩy và trong một chút này, và ngực được nhô lên này, căng đầy sexy và cái khe ngực nó phải có độ sâu để nó tạo được nét hấp dẫn và quyến rũ, cũng như là có độ mềm mại của ngực. Đó, thì mọi người có thể xem, chúng ta cùng phân tích một chút cái hình ảnh trước. Và khách hàng này của chúng tôi thì sẽ nâng ngực theo đường chân ngực. Đường chân ngực là cái đường mà chúng ta mặc cái áo chip ấy, nó có cái gọng áo chip ấy, nó ở vị trí này. Thì cái đường chân ngực là cái đường đấy, chúng ta sẽ phẫu thuật ở đấy. Đó. Khách hàng của chúng tôi sẽ nâng ngực sử dụng túi chất liệu men to và sử dụng kết hợp keo dán sinh học Dermabond, là một trong một sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Dùng keo dán sinh học Dermabond không cần thay băng cắt chỉ, đường sẹo cực mảnh và mờ, rất là đẹp. 99% khách hàng nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D theo đường chân ngực sẽ sử dụng keo dán sinh học Dermabond kết hợp để mang tới cái kết quả tối ưu nhất mọi người nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái kết quả của ca nâng ngực này nhé.